con giáp gặp họa thị phi sẽ mất tiền bạc từ nay đến mùng 1 Tết âm lịch. Vào thời gian này, các bạn thuộc những nhóm tuổi này nên đề phòng, cảnh giác với những người bạn gặp hai mặt xung quanh, bởi có thể họ sẽ thêu dệt, đặt điều và tạo nên một câu chuyện không có thật về bạn, nhằm mục đích hạ bệ danh dự của bạn. Ở nơi công sở, bạn cũng cần đề phòng những người đồng nghiệp xấu tính, đó có thể là những kẻ xấu, tiểu nhân, ngáng đường xuất hiện để cản trở con đường công danh, sự nghiệp của các bạn. Và ở nơi ăn trốn ở thì các bạn cần tránh buôn chuyện với những người hay xóm đưa chuyện. Bởi họa từ miệng mà ra, ai biết đằng sau lưng họ sẽ nói gì về bạn. Các bạn thuộc các con giáp này hãy cùng kiểm chứng những điều trên nhé. 4. Con giáp bừa bộn, mất đồ là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Những con giáp bừa bộn dưới đây luôn không nhớ được mình đã để đồ ở đâu, vì vậy mỗi khi sử dụng, họ thường mất rất nhiều thời gian tìm kiếm. Trong cuộc sống có những người rất ngăm nắp, họ luôn nhớ mình phải làm gì, luôn nhớ mình nên sắp xếp đồ đạc ra sao. Nhưng ngược lại, ta cũng thấy có những người bản tính bừa bộn, thường hay quên trước, quên sau, nên dễ để mất cái nọ, cái kia. Vậy bạn có thuộc những con giáp bừa bộn gồm những con giáp ai không? Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây. 1. Tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn không gọn gàng, họ thích để đồ đạc bừa bộn, nên khi muốn sử dụng một món đồ nào đó, họ thường phải tìm kiếm rất lâu. Nguyên nhân họ thường xuyên rơi vào cảnh như vậy là vì họ vốn rất tin tưởng vào bản thân mình. Họ nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên thực ra, khi gặp phải vấn đề gì, họ thường rơi vào cảnh bối rối hoặc lo lắng. Những lúc ấy họ không ý thức được mình đang làm việc gì nữa nên thường bỏ dở giữa chừng, đồ vật đang cầm trong tay cũng tùy tiện để ở một nơi bất kỳ nào đó. Chính việc để đồ đạc lung tung là nguyên nhân khiến họ thường xuyên mất đồ, hoặc dù có không mất cũng không tìm được món đồ ấy nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Là tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ cũng là con giáp bừa bộn, thường xuyên mất đồ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là họ lười, không muốn thu dọn, không muốn nhớ xem món đồ ấy mình đã để ở đâu nữa. Người tuổi này bẩm sinh đã là người thích hưởng thụ, khá lười biếng, đặc biệt là khi họ đã bận rộn hay vất vả, thì những công việc lớn lao hơn, họ lại càng không muốn động tay, động chân vào những việc nhỏ nhặt như thu dọn nhà cửa, cất gọn đồ đạc. Họ thường tiện tay đặt một món đồ ở vị trí nào đó, chốc lát sau là đã quên ngay, không hề ghi nhớ ở trong đầu. Do đó, mỗi khi cần sử dụng món đồ nào, họ luôn phải mất công tìm kiếm, thậm chí có nhiều khi họ còn chẳng tìm được món đồ ấy ở đâu nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thân. Người tuổi Thân vốn có tính cách năng động và tò mò, họ rất dễ bị những sự việc bên ngoài hấp dẫn sự chú ý, quên mất công việc hiện tại của mình cần làm. Vì vậy, chuyện họ đang cầm một món đồ đi làm một việc gì đó nhưng lại bị thu hút bởi việc khác là rất thường xuyên xảy ra. Những lúc như vậy, họ thường quên mất mình đang cầm đồ gì trong tay mà sẽ đặt đồ ở một chỗ bất kỳ nào đó để thực hiện công việc khác đang thu hút sự chú ý của mình. Đến khi họ nhớ lại được việc mình cần làm trước đó thì họ thường không nhớ nổi mình đã để đồ dùng cần thiết cho công việc đó ở đâu nữa. Đây chính là nguyên nhân chính khiến họ là con giáp dễ bị mất đồ đạc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi dễ mất đồ không hoàn toàn do họ là con giáp đãng trí, mà còn vì họ có quá nhiều đồ đạc. Con giáp này vốn là người thích hưởng thụ cuộc sống và họ cảm thấy chỉ có cuộc sống đầy đủ vật chất mới đem lại cho mình sự hưởng thụ thực sự. Vì vậy, chỉ cần có tiền, họ sẽ lập tức dành để mua đồ, đến nỗi ngôi nhà của họ luôn chất đống đồ đạc, món đồ này lẫn vào món đồ kia, thế nên việc sắp đặt gọn gàng hay tìm kiếm đồ dùng đều trở nên rất khó khăn. Muốn thoát khỏi tình trạng này, việc đầu tiên con giáp này nên làm là mua ít đồ đạc đi, như thế thì việc sắp đặt hay ghi nhớ vị trí của đồ dùng cũng đơn giản và dễ dàng hơn nhiều.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ba con giáp dù tốt bụng nhưng độc miệng, thường gây tổn thương cho người khác. Trong cuộc sống, ta có thể thấy những người ăn nói rất bỗ bã, không biết giữ mồm, giữ miệng, thậm chí dễ dàng gây tổn thương cho người khác. Vậy bạn có biết những con giáp độc mồm, độc miệng nhưng thực chất rất tốt bụng gồm những ai không? Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây. 1. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn quả thật là một con giáp độc miệng. Mỗi khi có ai làm sai việc gì, cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nói những lời ngọt nhạt để vỗ về và an ủi. Họ cảm thấy rằng khi sự cố xảy ra rồi, nói lời an ủi cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Những lúc như vậy, họ sẽ sử dụng ngôn ngữ, từ ngữ sắc bén, thậm chí là gây tổn thương cho người khác để chế giễu hoặc là nhiếc móc, khiến người nghe có thể xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Con giáp này cảm thấy rằng mình làm như vậy là vì muốn tốt cho đối phương, để đối phương có thể hoàn toàn tỉnh táo, trở lại và đối diện với sự thật. Càng là người có chức cao vọng trọng, họ càng độc mồm, độc miệng hơn, nói năng mà chẳng kiêng nể ai. Song thực chất họ lại là một người tốt tính, dù là ngoài miệng nói những lời tổn thương thế nào, thì khi có người cần đến sự trợ giúp của họ, họ luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ, cho dù công việc ấy có khó khăn thế nào. 2. Là tuổi Dậu. Đôi khi người tuổi Dậu sẽ tạo cho người khác cảm giác rất khó ở chung và bạn bè cũng như đồng nghiệp của họ chính là người thấu hiểu cảm giác ấy nhất. Con giáp này thường xuyên không phối hợp với mọi người, họ luôn thích được làm việc một cách độc lập, trái ngược hẳn với ý kiến của mọi người, họ cho rằng ấy là mở lối đi riêng. Đến khi gặp chuyện gì khiến họ không hài lòng, họ sẽ sử dụng khả năng nói bóng nói gió của mình khiến đối phương cảm thấy khó chịu hoặc khó xử, đến khi chịu nghe theo lời mình nói thì mới thôi. Khi người khác gặp phải sai lầm gì, họ cũng thường không hay dùng lời lẽ mềm mỏng để an ủi, họ phải chế giễu, mỉa mai đối phương đến khi nào thì thỏa mãn mới thôi. Tuy nhiên về bản chất, tuổi Dậu rất dễ mềm lòng, chỉ cần thấy người đối diện có vẻ đáng thương hoặc đã chịu thua rồi là họ sẽ ngừng lại ngay, chuyển sang nhiệt tình giúp đỡ người ấy khắc phục sai lầm. 3. Là tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ rất thông minh và nhanh nhẹn, hơn nữa họ còn đưa ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, vậy nên làm việc gì họ cũng đều là người hoàn thành nhanh nhất và đạt chất lượng cao nhất. Có điều họ không chỉ đặt tiêu chuẩn cho riêng mình mà còn đặt cả tiêu chuẩn cho người khác. Mỗi khi nhìn thấy một ai đó không biết làm việc gì hoặc làm việc gì một cách chậm chạp là họ lại cảm thấy rất sốt ruột. Thậm chí họ sẵn sàng dục dã đối phương, dùng những từ ngữ sắt đá đến mức người nghe cảm thấy xấu hổ hoặc sợ hãi. Họ đặc biệt là không ưa những người dù có khả năng giải quyết công việc nhưng lại quá cẩu thả, vì vậy mà làm việc gì cũng vướng phải sai sót. Những lúc như vậy họ chắc chắn sẽ mắng mỏ đối phương bằng thái độ và lời lẽ nghiêm khắc nhất. Dù đôi khi là con giáp không giỏi ăn, giỏi nói, độc mồm độc miệng như vậy, nhưng thực ra họ vốn là một người rất tốt tính. Họ mắng người khác chỉ vì mong đối phương sẽ tiến bộ mà thôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Thank you.